quận đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch. Thành ủy Hà Nội sau ngày 6 tháng 9 siết chặt giãn cách vùng đỏ, còn lại áp dụng chỉ thị 15 cộng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói gì về việc nghệ sĩ nổi tiếng được nhận tiền hỗ trợ do Covid-19? Phải lùi thời gian học vì học sinh tiểu học thiếu thiết bị học trực tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh tính trả lương F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 3 tháng 9 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Quận đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 ngày mùng 2 tháng 9 đã công bố kiểm soát được dịch trong bối cảnh số ca tử vong trên địa bàn giảm, tỷ lệ tiêm vắc mũi 1 gần 94%. Theo chủ tịch quận 7, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 của quận đã đi đúng trọng tâm, trọng điểm, đến nay cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Quận 7 đã khoanh vùng phong tỏa, truy vết xét nghiệm để tách F0 không có bệnh nền, không có triệu chứng, không đủ điều kiện cách ly tại nhà khỏi cộng đồng sàng lọc, kiểm soát để thu dung điều trị kịp thời, giảm tối đa ca tử vong. Từ ngày 23 tháng 8 đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở quận giảm mạnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày, tại Bệnh viện Giã Chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1, ghi nhận 4 đến 5 ca tử vong, nay giảm xuống còn 2 ca, đặc biệt ngày 1 tháng 9 không có ca nào. Tuy nhiên, theo Chủ tịch quận 7, dịch còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục giữ vững thành quả, quận phải tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận sẽ hoàn tất xét nghiệm PCR vùng xanh, vùng vàng và phủ vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 9 phải đạt 15 đến 20 người dân được tiêm vaccine mũi 2. Đến cuối tháng 9, hoàn tất tiêm mũi 2. Ngoài ra, một nhiệm vụ quan trọng khác của quận là không để người dân thiếu thốn lương thực, nhu yếu phẩm. Hiện quận 7 ghi nhận 1.446 F0 cách ly tại nhà. Các trường hợp này được hướng dẫn cụ thể những việc cần làm, được thăm khám và cung cấp đầy đủ các gói thuốc điều trị COVID-19, được gửi qua tăng cường dinh dưỡng. Quận đã lập 34 trạm y tế lưu động tại 10 phường trên cơ sở, trưng dụng các trường học, nhà văn hóa, trụ sở, khu phố. Mỗi trạm có ít nhất một bác sĩ, 2-3 điều dưỡng, trang bị 2 bình oxy, dụng cụ thở oxy, thiết bị đo SPO2, dụng cụ cấp cứu cơ bản. Thanh ủy Hà Nội sau ngày 6 tháng 9, siết chặt giãn cách vùng đỏ, còn lại áp dụng chỉ thị 15 cộng Chiều ngày 2 tháng 9, thành phố Hà Nội phát đi thông báo 480 của Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cho biết Ban Thường vụ đã thống nhất với đề xuất phòng dịch, chống dịch sau đợt giãn cách thứ ba. Theo đó, thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất. Theo hướng các vùng nội đô gồm khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Vùng phía Bắc sông Hồng là tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp và vùng phía Tây, phía Nam thành phố sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở phân vùng đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao, vùng đỏ để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để. Tại các khu vực nguy cơ cao là vùng cam và vùng nguy cơ thấp hơn là vùng xanh, điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 là 15 cộng của Thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trước đó, từ ngày 24 tháng 7, thành phố Hà Nội quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng dịch Covid-19. Đến nay, thành phố đang trong đợt thứ 3 với tổng 45 ngày giãn cách theo chỉ thị trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói gì về việc nghệ sĩ nổi tiếng được nhận tiền hỗ trợ do Covid-19? Trước việc không ít nghệ sĩ nổi tiếng đang làm việc tại các nhà hát ở Hà Nội như Hồng Đăng, Thanh Hương, Phùng Tiến Minh, Ngọc Quỳnh, được nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trả lời báo chí. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, những cái tên này là rất nhỏ trong số hàng nghìn diễn viên hạng 4 trên cả nước đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của Covid-19. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhấn mạnh, quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của đơn vị nghệ thuật phải ra soát đối tượng được hưởng chế độ theo quy định. Người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật, nhà hát hiểu rõ nhất cá nhân nghệ sĩ có cuộc sống ra sao họ cần hỗ trợ hay không để có kiến nghị, đề xuất cho sát với thực tế. Trước khi có danh sách thì cần trao đổi với người được hưởng chế độ. Như đã thông tin trước đó, 99 viên chức là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 do 6 nhà hát thuộc sở gồm ca múa nhạc Thăng Long, kịch Hà Nội, treo Hà Nội, cải lương Hà Nội, nghệ thuật siếc và tạp kỹ Hà Nội và múa rối Thăng Long. Được nhận gói hỗ trợ cho các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mỗi người 3,7 triệu đồng. Trong số này có các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Thiện Tùng. Tuy nhiên khi được hỏi, Hồng Đăng, Thanh Hương đều cho biết bất ngờ khi có tên trong danh sách được nhận hỗ trợ. Phải lùi thời gian học vì học sinh tiểu học thiếu thiết bị học trực tuyến. Ngày 2 tháng 9, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022. Theo đó, thời gian bắt đầu thực học là vào ngày 20 tháng 9. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, việc điều chỉnh lịch học là do ngành giáo dục tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến, nhưng số lượng học sinh tiểu học thiếu thiết bị học trực tuyến còn khá nhiều, khoảng 11.230 em chiếm 9,72%. Ngoài ra, một số phụ huynh chưa sẵn sàng phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại nhà. Đối với hệ thống giáo dục thường xuyên vẫn còn thời gian tuyển sinh theo quy chế nên việc lùi thời gian thực học để có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn học trực tuyến theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 9. Riêng giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà nhà trường gửi video hỗ trợ phụ huynh giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ tại nhà. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục, ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp tục vận động, hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh, nhất là con em các gia đình khó khăn. Chiều ngày 2 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Thông tin tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết các trường hợp F0 đã xuất viện là nguồn lao động rất quý, sau khi nhiễm và được điều trị ổn định, mỗi người sẽ có nồng độ kháng thể và có thể miễn nhiễm tạm thời với virus SARS-CoV-2. Theo ông Nam, với lực lượng F0 đã khỏi bệnh, thành phố Hồ Chí Minh có thể tận dụng, thậm chí tuyển dụng và trả lương tạm thời để động viên những người này tham gia chăm sóc bệnh nhân đang điều trị. Thành phố đang đặt hàng ngành y tế đánh giá việc quy động lực lượng này. Khi tuyển dụng F0 khỏi bệnh làm việc, cơ quan chuyên môn sẽ test ngay sau khi xuất viện khoảng 1 tuần, 1 tháng, đánh giá nồng độ kháng thể để bố trí công việc phù hợp. Nếu kháng thể tốt thì thành phố sẽ vận động tham gia vào công tác phòng chống dịch. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, lực lượng F0 khỏi bệnh có thể hỗ trợ nhiều vị trí như hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn, hỗ trợ điều dưỡng nhiều công việc trong khu điều trị để nhân viên y tế tập trung vào công tác chuyên môn. Hiện nay, nhiều nhân viên y tế phải làm các việc ngoài chuyên môn trong khu cách ly và bệnh viện. Liên quan đến xét nghiệm cho lực lượng shipper, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, sau 4 ngày thực hiện test nhanh miễn phí cho lực lượng shipper, toàn địa bàn ghi nhận 64 người dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, trong ngày 30 và ngày 31 tháng 8, các trạm y tế lưu động các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã test nhanh 542 mẫu gộp, phát hiện 7 ca dương tính. Đến ngày 1 tháng 9, xét nghiệm 2895 mẫu gộp thì phát hiện 27 ca dương tính và ngày 2 tháng 9, xét nghiệm 3291 mẫu gộp, phát hiện 30 ca dương tính. Đối với công tác xét nghiệm tầm soát địa bàn, Phó Giám đốc, đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y đang tiếp tục thực hiện test nhanh đợt 2 cho người dân vùng đỏ và vùng cam theo tiến độ hiện nay, thành phố có thể hoàn thành công tác xét nghiệm và có thể đánh giá lại bức tranh dịch tễ trên địa bàn vào ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị, mục tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.